Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình trong ngày hôm nay. Và mình chính là người kể chuyện KSD. Và bây giờ, mình sẽ đưa ra một lời cảnh báo dành cho tất cả những bạn nào đã và đang chơi Minecraft. Hãy cẩn thận trước những cuộc cướp làng trong thế giới Minecraft nhé. Bởi vì rất có thể, các bạn sẽ gặp phải một điều kỳ lạ cực kỳ khủng khiếp đấy. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ được diễn ra như sau. Ây da, đúng là mệt mỏi thật sự luôn. Mình nghĩ rằng đó hả, đây chính là một trong những quan niệm sai lầm của mình về thế giới Minecraft. Đó giờ đó hả, mình cứ tưởng rằng đó nha, là nếu như mình có thể tìm được một khu vực đồng bằng ở trong những cái thế giới Minecraft á, thì khu vực đồng bằng sẽ là một nơi khá dễ sống và mình có thể dễ dàng sinh tồn. Tuy nhiên, thật sự là nãy giờ mình đã đi rất là lâu luôn rồi. Mình đã đi liên tục chắc cũng phải được gọi là 2-3 ngày. Nhưng mà ở cái khu vực đồng bằng này nè, chẳng có gì cả. Mình chẳng thể sinh tồn, mình chẳng thể tìm được cái món đồ, hay là chẳng thể tìm được những thứ nào gọi là hả hữu dụng luôn. Mà điều hả cực kỳ khổ sở nhất đó nha, đó chính là mình phải liên tục chạy trốn khỏi bọn zombie, creeper, skeleton và đặc biệt là enderman. Bởi vì hồi hôm bữa đó hả, mình đã vô tình nhìn vào mắt một con enderman á và bị nó dí quýnh liên tục luôn. Đúng là khổ sở thiệt sự. Thôi, bây giờ cứ tiếp tục di chuyển nhanh thôi nào và wait, từ từ. Ơi, có vẻ như đấy nha, là quan niệm về khu vực đồng bằng trong thế giới Minecraft vẫn chưa hoàn toàn là sai lầm đâu. Ở đây đó hả, mình đã thấy được một ngôi làng rồi nè. Nhưng mà hình như cái ngôi làng này có gì đó hơi kỳ lạ. Tại sao mình lại thấy bóng dáng của ba người đang đứng trước ngôi làng, mà hình như là ba người này đang cầm vũ khí hay sao á? Vậy là sao ta? Từ từ, để mình thử tiến lại gần ngôi làng mình coi thử xem đó nha, là liệu á đang có chuyện gì xảy ra. Và bây giờ, wait what? Từ từ, ở trước ngôi làng đó nha, không phải là ba người đâu, mà có tới tận 5 ông dân làng lận. Và 5 ông dân làng này, ông nào, à không, 6 ông luôn. Cả 6 ông dân làng này đều cầm trên tay của các ông ta là những cây rìu bằng sắt. Và ở trước ngôi làng này thì có những cái hàng rào bảo vệ. Hả? Đây là lần đầu tiên mình thấy đó nha, các ông dân làng biết cầm vũ khí để có thể bảo vệ ngôi làng. Và đặc biệt nhất đó là các ông dân làng đã biết dùng những cái hàng rào bảo vệ bao quanh ngôi làng để có thể gọi là hả ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp từ những con quái vật rồi nè. Nhưng mà ngôi làng này là một ngôi làng như thế nào mà tại sao đó hả là có những ông dân làng chiến binh như thế này? Tôi xin chào các ông dân làng nha. Các ông dân làng đang làm gì vậy? Dân làng, làm cái quái gì ở đây thế, cái tên đần độn này? Mau cút vào bên trong làng nhanh và ngay lập tức bọn cướp làng sẽ tới. Hả? Cái gì? Trời đất, mình chỉ vừa mới tới thôi mà mình đã bị chửi là ngu đần rồi. Tuy nhiên đó nha, ông dân làng này đã nói rằng là hả bọn cướp làng sẽ tới. Cái gì? Ông dân làng ơi, bọn cướp làng đó hả thật sự sẽ tới hả? Hóa ra đó nha, đó chính là lý do vì sao các ông dân làng bây giờ phải cầm rìu để bảo vệ bản thân vậy hả? Nghe đáng sợ vậy. Công nhân làng ơi, các ông hả thiệt là dũng cảm luôn á. Ôi, ông chửi mình nữa rồi. Hoặc là cút vào trong làng trốn, hoặc là cầm vũ khí ra chiến đấu, quyết định đi. Từ từ, chắc là bây giờ nha, tôi sẽ tạm thời vào trong làng mà tôi trốn. Xin lỗi, ông nhân làng nhiều nha. Ông cứ liên tục đứng ngoài đó và ông hãy bảo vệ làng đi. Trời đất ơi, ông ta, cái ông nhân làng đó, ông ấy hù dọa mình, ông ấy chửi mình ghê quá, làm mình sợ. Nên là hồi nãy khi mình nói chuyện với ông ta đó nha, mình cứ liên tục bị cà lâm luôn. Nhưng mà mình nhìn thoáng qua thì mình có thể thấy rằng đó nha, đây là một ngôi làng khá là yên bình. Nè, vẫn có những ông dân làng bình thường sinh sống. Mình nghĩ rằng đó là những ông dân làng mà không có cách nào, những ông đó không thể tài nào tham gia chiến đấu được. Những ông này đó nha, chỉ có thể ở bên trong ngôi làng và tăng gia sản xuất, làm đồ ăn, làm lương thực thôi. Và những ông dân làng kia là những ông dân làng chiến binh. Các ông ấy có thể dễ dàng cầm rìu, đeo vũ khí, đeo giáp vào người và có thể gọi là bảo vệ ngôi làng. Thôi được rồi, mà trước tiên bây giờ mình nghĩ rằng đó hả là mình cần phải tìm hiểu xem là lý do vì sao mà ngôi làng này đó hả lại bị bọn cướp làng tới. Và lý do vì sao mà bọn cướp làng lại muốn cướp ngôi làng này. Đây thật sự đó nha, nếu như đó hả mà mình may mắn á, thì rất có thể mình có thể xem được đó hả một đội quân dân làng cùng nhau tấn công, chống trả lại bọn cướp làng luôn á. Đây đó hả sẽ là một sự kiện lịch sử lần đầu tiên có trong thế giới Minecraft. Được rồi, để mình thử đi vòng vòng coi.
Ở đây đó nha, có rất nhiều những ông dân làng luôn. Đây là những ông dân làng bình thường nè. Các ông dân làng này hả, sống rất là bình yên luôn á. Và từ từ hình như mình thấy, ủa, bên trong căn nhà này có cây đuốc nè. Mà những ngôi nhà bự bự như này nè mà có đuốc á, thì thông thường đó hả, sẽ là nhà thông báo, nhà họp á. Rồi, để mình đi vô thử coi. Thì thử xem nó nha, là bên trong căn nhà này có, đúng rồi nè, có những cái biển nè. Và những cái biển này đó hả, nó ghi những dòng chữ gì đó đó. Đâu rồi, để mình đọc thử nha. Đàn ông, đàn bà, trai trẻ, người già, ai có súng cầm súng, ai có gậy cầm gậy, ai có xẻng cầm xẻng, ai có thể chiến đấu hãy đứng lên. Hãy bảo vệ ngôi làng yêu quý của chúng ta, bảo vệ ngôi làng khỏi bọn cướp làng đang muốn xâm lược. Wow, đây đó nha, giống như đó hạ là một lời tuyên ngôn vậy đó. Một lời tuyên ngôn đanh thép rằng đó nha, là các ông dân làng bây giờ là không muốn chịu sự áp bức bởi bọn cướp làng nữa. Bây giờ đó nha, các ông dân làng này đó hả, không phải là những ông dân làng bình thường nữa đâu, mà là những ông dân làng chiến binh. Các ông dân làng ấy có khả năng tấn công và bảo vệ những thứ các ông ấy yêu quý đó. Thật sự là hay ghê. Đây đó hả, chính là một trong những lần đầu tiên mình cảm thấy thật sự nể phục các ông dân làng. Vậy thì bây giờ mình nghĩ rằng là được thôi, các ông dân làng chắc chắn đó nha, là vẫn sẽ còn thiếu một vài người để có thể gọi là hả, cùng nhau bảo vệ ngôi làng. Bây giờ đó nha, mình quyết định rồi là mình sẽ không trốn tránh nữa, mà mình sẽ cùng nhau cùng các ông dân làng đó hả, bảo vệ ngôi làng này. Và wait, what? Từ từ, tại sao ở đây lại có vệt máu đây hả? Vệt máu xuất hiện ở đây là sao? Và mình còn thấy, wait, what? Từ từ, ở trong cái hang, ở trong cái hố đất này có một ông dân làng nằm chết. Và cái ông dân làng này hình như chính là cái ông dân làng chiến binh chiến đấu, một trong những ông dân làng ngoài kia đó. Có lẽ như đó nha, là ông ta đó hả, phải có khả năng gọi là phụ trách canh giữ phía đằng sau lưng ngôi làng. Nhưng mà tại sao, ai là người có khả năng giết ông ta cơ chứ? Thật sự là ghê gớm quá đi à. Vậy là bây giờ đó nha, ngôi làng này đó hả, đã mất đi một thành viên bảo vệ làng rồi. Chúng ta có thể hiểu được rằng đó hả, là những cái tên cướp làng này cực kỳ máu me và đáng sợ. Bọn chúng hả, có thể giết chết và tiêu diệt các ông dân làng ngay lập tức. Vậy thì bây giờ đó hả, mình không nên nhiều chuyện ở đây nữa. Mình nên mau chóng đó hả, ra ngoài kia và tiếp sức cho các ông dân làng. Chứ nếu không đó nha, là các ông dân làng sẽ gọi là bị thua cuộc ngay đó. Từ từ, bây giờ để mình thử vào bên trong cái nhà thợ rèn đi. Wow, nhà thợ rèn có luôn cả một bộ giáp sắt nè. Và mình có phôi sắt nữa. Ok. Với việc đó nha, mình có một cái phôi sắt như thế này thì mình có thể làm thứ này nè. Bây giờ đặt cái bàn chế tạo ra nha. Sau đó mình có thể làm được một thanh kiếm sắt nữa. Rồi, mặc giáp sắt cho nào, tuyệt vời luôn. Ok. Vậy thì bây giờ đó nha, mình sẽ là một trong những người hả, đứng ở ngoài chiến tuyến, đứng ngoài chiến trường và cùng với các ông dân làng đó hả, bảo vệ ngôi làng thân yêu, bảo vệ ngôi làng đáng yêu này. Nè, các ông dân làng ơi, tôi đó nha đã quyết định là rồi. Bây giờ đó hả, tôi đó hả sẽ cùng các ông dân làng tham gia chiến đấu để mà bảo vệ ngôi làng này. Chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt và tấn công đó hả, bảo vệ ngôi làng chúng ta khỏi bọn cướp làng ác quỷ nào. Các ông dân làng ơi, tôi đó nha sẽ cùng các ông chiến đấu. Được, vậy thì làng chúng ta có thêm một thành viên rồi. Mọi người hãy cẩn thận nhé, lũ cướp làng sẽ tới. Hả? Cái gì? Bây giờ bọn cướp làng sẽ tới hả? Được rồi. Tất cả mọi người ơi, hãy cùng nhau đó nha, cầm vũ khí thật chắc trên tay nha. Chúng ta đó hả sẽ bảo vệ ngôi làng này khỏi bọn cướp làng. Ây giờ không biết đó hả là bọn cướp làng sẽ trông như thế nào nữa. Thiệt sự đó nha, mình lo lắng quá đi à, quá lo lắng luôn á. Ủa, sao bỗng nhiên trời lại sập tối nhanh vậy? Hả? Cái âm thanh đó chính là cái âm thanh tiếng còi á. Mà âm thanh tiếng còi này đó nha, chính là cái âm thanh mà mình thường nghe được từ những tên ác quỷ, từ những tên cướp làng. Bọn chúng đó hả, đang chuẩn bị xông vào ngôi làng này để mà cướp làng rồi. Nhưng mà bây giờ đó hả, bọn chúng có thể xuất hiện ở đâu đây trời? Bọn chúng sẽ xuất hiện từ đâu đây? Từ bên trái, từ bên phải, từ trước mặt hay từ phía sau lưng? Cái âm thanh còi hú này nghe ghê quá à. Nè, tất cả các ông dân làng ơi, tất cả mọi người ơi, phải đấy nha, giữ thật là bình tĩnh nha. Hãy luôn luôn nhìn trước mặt đi, đừng có nhìn đi đâu hết á. Coi chừng đó nha, là bọn chúng sẽ đánh đập chúng ta đó. Hãy luôn luôn bình tĩnh nha, đừng có sợ hãi trước tiếng còi. Bọn chúng bây giờ bọn chúng có thể ở đâu ta? Bây giờ tiếng còi này nghe nhức đầu quá đi à. Tới bao giờ đấy nha thì cái âm thanh đó mới hết đây. Và hả, nhìn kia, bọn phía đằng kia
hình như là có ba tên cướp làng kìa, đúng rồi. Nhưng mà như đó nha, ba tên này đó hả, chính là ba cái tên mà thường hay dùng phép thuật hay sao đó. Nhưng mà từ từ, tại sao ba tên này lại không hề tấn công vào làng, mà ba tên đó cứ đứng ở ngoài kia và nhìn vào ngôi làng vậy? Này này, công dân làng ơi, bây giờ nha, chúng ta đó hả, hãy mau chóng chạy ra ngoài kia đi, chạy ra ngoài kia hả, và ngay lập tức tiêu diệt bọn chúng, chứ nó không là sẽ trễ đó, bọn chúng hú còi quá trời kìa. Mau lên mấy ông dân làng ơi, mau lên nào. Dân làng, thôi tiêu rồi, tại sao lại là bọn chúng cơ chứ? Thôi tiêu rồi hả? Ý ông nói là sao? Tại sao lại là tiêu? Bọn chúng bị gì hả? Và what, từ tất cả những cái tên đó, bọn chúng đó nha, đều biến mất hết luôn rồi kìa. Hả? Ba cái tên cướp làng đó đã đi đâu rồi chứ? Mấy ông nhân làng ơi, vậy là sao? Wait, what? Cái chuyện gì vậy? Ủa? Sao mà? Toàn bộ tất cả các ông dân làng đều lăn ra mất máu. Nhưng mà bây giờ, ơi cái gì vậy? Hồi cái tiếng còi vẫn còn đó, nhưng mà có chuyện gì vậy? Sao mà tự nhiên đó nha, khi toàn bộ tất cả các ông dân làng nhìn vào ba cái tên hả cướp làng ác quỷ đó, thì toàn bộ tất cả các ông dân làng đều lăn ra chết hết luôn rồi. Và nếu như đó nha, mình nhìn thấy kỹ á, thì hình như đó hả, đây cùng là một kiểu chết mà lúc nãy mình nhìn thấy được ở cái ông dân làng mà đã chết ở phía sau ngôi làng đó. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy ông bị sao vậy hả? Mấy ông bị gì vậy? Thật sự đó hả, không thể tài nào hiểu được luôn. Vậy là sao mà ủa ba tên cướp làng nè, bây giờ sao người bọn chúng toàn dính máu vậy, và mắt bọn chúng đen hoắt à, không hề giống như bình thường. Blood Evoker, chết. Hả? Không, ta không muốn chết. Ta sẽ không, ta không muốn chết đâu. Ta sẽ liều mạng với các ngươi, liều mạng chết hết đi ơi. KS đi bị giết bởi Blood Evoker và ơi, mình lên được rồi. Bọn chúng đã giết mình như là giết ông dân làng vậy đó. Phải làm sao bây giờ? Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị về việc nếu như một ngày nào đó các bạn tham gia vào một cuộc bảo vệ làng trong thế giới Minecraft, thì rất có thể những tên Blood Evoker sẽ xuất hiện và giết chết các bạn đấy. Ngày hôm nay cũng như vậy, mình đã cố gắng bảo vệ một ngôi làng khỏi bọn cướp làng. Tuy nhiên, bọn cướp làng ấy chỉ có 3 tên Evoker mà thôi. Và 3 tên này đã sẵn sàng và ngay lập tức dùng sức mạnh tâm linh để mà làm các dân làng phải chết và mất máu từ từ. Và cuối cùng, mình cũng đã bị một tình trạng y như vậy. Vì thế, hãy thật sự cẩn thận nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên, hãy bình luận đã xem hết nếu các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ.